Rồi cục máy cuối năm nha anh em. Đây là cục máy cho 67 Dinh Đôn 54 2 bạc nha anh em. Bài này là bài đấu đá mạnh cho 67 nha anh em. Em nó đây anh em. Đầu châu Phi, bài cuối năm nha anh em. Đây là quả đầu châu Phi. Cứ cầm nó lên là phải dòm nó một hồi rồi mới bỏ nó xuống được nha anh em. Bài máu Mông Cổ của anh em. Không phải, ý bài của anh em máu Mông Cổ mới đúng chứ. Cái bài này thì thôi ghê gớm rồi anh em ơi. Em nó đang đụng đuôi bích tông nha anh em. Là cái này mình phải mài. Mình vô quay thử nè. Mài đuôi bích tông. Mấy cái này anh em mình làm anh em mới làm chưa có kinh nghiệm thì nên biết vấn đề này nha. Khi nào vô mình cũng phải quay trái bích tông một vòng nó trơn tru. Nếu như mà nó đụng như thế này là mình phải mài, mình quay để mình kiểm tra coi nó có đụng hay không nha anh em. Chứ mình quên đó, những anh em mới làm mà quên đó, đem về mà không có quay bích tông lên xuống coi có đụng đuôi đồ hay không thì nó nguy hiểm, đạp bếp cạch cái là xong luôn đó nha anh em. Ôi quá khủng khiếp anh em. Đầu ban ý lộn, đầu châu Phi nha anh em. Dinh Đôn 2 bạc đầu châu Phi. Khủng thì khỏi phải nói rồi. Má ơi. Hải hùng thật. Nhìn em nó thấy cưng không anh em? Nhưng mà Tấn cũng luôn khuyên anh em nào yếu tim thì đừng có chơi cái đầu châu Phi này nha anh em. Phải rất kỹ. Chứ chừng ra chừng số anh em mình đi mà không khéo là nó bơm lên nha anh em. Chừng ra chừng số phải đúng với cái bài này. Xúc bắp 25, 28 nha anh em. Thank you.
anh em, đây là cục máy cuối năm nha anh em, với bài gen đôn 54-2 bạc, xúc bắp 25-28, bình bông vô đam. Thì cái bài này là rất mạnh của hệ 54 nha anh em, nó là bước qua 2 bạc gen đôn, thì bài này là bài rất mạnh cho hệ 54. Thì cái bài này là hứa hẹn cho anh em tốc độ rất là cao cho anh em chơi, vì cái bài này là bài dợp nha anh em, bài này là bài dợp. Thì bài này là không dành cho anh em mình đi tour, thì anh em nhìn cục máy anh em cũng biết rồi, không dành cho anh em mình đi tour. Bài này chỉ để cho anh em mình cà phê bách phố lòng vòng đi chơi gần, và để cho cục máy luôn ở tư thế rất ok, rất ổn định, để cho anh em mình khi anh em mình dợt là tốc độ của em nó rất là cao đó. Thì với cái bài này là Tuấn nói lại với anh em là bài 2 bạc, là chỉ để dợt không có đi tour nha anh em. Bài này thì quy luật rất là ok, khỏi phải chơi với cái bài này anh em. 54 em chỉ là Tuấn vừa xong cục máy cuối năm cho anh em. Bây giờ Tuấn sẽ cho em nó lên bệ bên kia để cho em nó nổ rô đai xong xuôi, rồi Tuấn sẽ test máy cho anh em mình nghe, và sau đó lại gửi về cho anh em để anh em kịp chơi Tết. Thì cục máy là cục máy cuối năm nha anh em, và Tuấn đã tạm ngưng nhận máy rồi. Rồi Tuấn hẹn lại tất cả anh em của chúng ta là mùng 8 Tết là Tuấn làm lại nha anh em. Rồi ok anh em, sau khi Tuấn đã rô đai em nó nhẹ rồi, thì bây giờ Tuấn sẽ tranh thủ test máy nhẹ vài cái cho anh em mình nghe và xem. Rồi sau đó Tuấn tranh thủ canh chỉnh lại lần cuối để Tuấn gửi về cho anh em cho kịp Tết nha. Rồi cầm tao test về cái. Thank you.
tranh thủ test máy vài cái cho anh em mình nghe. Và cái lực máy trên đôn 54 hai bạc nha anh em. Xúc bắp 25 28 nha anh em. Bình bông. Hiện trạng là con máy này là đi bình bông Bodam, thì Bodam là ở nhà anh chủ có sẵn rồi nha anh em. Còn ở đây thì tửng rô đai bằng cái cây AHM này cho nó nhẹ. Rồi sau đó rồi giao về cho anh em tự gắn cây Bodam của anh em vào. Tấn đã xong một cục máy cuối năm cho anh em kịp Tết. Tấn nói lại cái bài này là bài Gen Đôn, chính xác là Gen Đôn 12 trái 54 hai bạc nha anh em. Xúc bắp 25-28, bình bông và bô độ theo bài. Và anh em có thể đi những cái bô lon AHM này, hay là nhờ đi những cây lon ul cho 54 hoặc là đi Bodam đều ok hết nha anh em. Thì cái bài này là bài để anh em mình vợt cho nên cái bài này thì hạn chế đi xa nha anh em. Bài này bài hai bạc thì anh em cũng biết rồi, nó sẽ hạn chế đi xa, anh em chỉ đi chơi cà phê đồ lòng vòng gần. Để tính tắt máy nói chuyện cho rõ hơn nha anh em. Thì cái bài này thì anh em cũng biết rồi, nó Gen Đôn hai bạc là bài máu lửa rồi, bài máu Mông Cổ rồi, cho nên là bài này thì rất là hạn chế đi xa nha anh em, và nói không với đi tour nha anh em. Thì bài này anh em chỉ đi chơi cà phê bát phố lòng vòng vài cây số thì tốt, để bảo dưỡng cục máy mình luôn chắc cứng, để khi có dịp mà anh em vợt thì nó sẽ cho anh em tốc độ rất là mỹ mãn, cục máy sẽ phát rất là cao cho anh em với cái bài Gen Đôn hai bạc này nha anh em. Đó thì Tuấn cũng nói rõ về cái bài này. Còn những anh em nào mình muốn đi chơi với cục máy mà để đi tour và đi xa, anh em mình không có đi hại hai bạc, đi đủ bạc và kết hợp với anh em mình đi lồng kiến trái phim thì nó sẽ rất ok cho anh em mình đi ra ha. Thì nó cũng là bài Gen Đôn 54 bằng nhau, nhưng nó có hai hại. Một là anh em mình làm với cái bài vợt, bài chỉ để vợt tốc độ cao nhất, và một bài để đi tour thì nó sẽ nhẹ hơn, với dàn hơi nó sẽ nhẹ không căng bằng những cái dàn hơi hai bạc nha anh em. Rồi Tấn đã xong, đã hoàn thành cục máy cuối năm và chuẩn bị gửi về cho anh em. Rồi Tấn cũng tranh thủ nhà cửa dọn dẹp mọi thứ rất là bề bộn anh em ơi. Thì Tấn đã tạm ngưng nhận máy trong mùa Tết này rồi. Thì Tấn hẹn anh em, tất cả anh em mùng 8 nha anh em, 8 Tết nha anh em. Tấn cây trương Tấn làm lại thì Tấn sẽ đón nhận anh em, tất cả anh em. Thì tới đây clip cũng dài rồi, Tấn chắc xin tạm dừng nha anh em. Tấn xin chúc tất cả anh em gần xa có một mùa Tết thật hạnh phúc và thật vui nha anh em. Năm mới thì tất cả mọi thứ trong tâm trí của anh em chúng ta một câu là luôn đạt được hết nha anh em. Cuộc sống thì tất cả mọi thứ đều như ý muốn của mình, y như tâm trí của mình, để cuộc sống và cuộc đời anh em chúng ta luôn sống tươi vui, thoải mái và hạnh phúc. Đó là cuộc đời ý nghĩa nha anh em.
đó là tất cả ai cũng muốn hết, riêng cả Tấn cũng vậy. Tấn luôn nỗ lực và cố gắng mọi thứ để đạt được những vấn đề đó, nhưng tới nay vẫn chưa được đâu anh em ơi. Nhưng mình cố gắng, mình nỗ lực thì mọi thứ tốt đẹp nó sẽ luôn đến cho anh em mình. Rồi, clip tới đây Tấn xin tạm dừng. Tấn xin hẹn anh em lại những clip sau. Nếu có dịp trong những ngày Tết này có những cái clip nào đó về xe cộ nữa thì Tấn sẽ up lên cho anh em mình xem ha. Rồi còn ngoài ra thì anh em làm xe, anh em gần xa làm xe thì Tấn hẹn gặp những anh em làm xe và đón nhận những anh em làm xe với mùng 8 Tết này nha anh em. Rồi Tấn xin chào tất cả anh em nha.